kênh. Và hiện tại đang phát hành. Xin kính chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng mặt tiền đường Dương Thông. Nói về kiếm cái sổ đó gửi qua cái nha. Tàu chị, vị trí của mình đi thẳng đường này là ra thẳng Long Hải, chừng 4 km quý anh chị ha. Đây sản phẩm của mình là ngang 9m8, sâu 81m, có 200m thổ cư nha. À, vị trí của mình là cách cái vòng xoay ngay tỉnh lộ 4B xuống biển là tầm 100m, chút cũng quay là phải lại cam cho quý anh chị xem nha. À, miếng đất rất là đẹp như vậy ha. 9m8 nha. Dài 81 nữa, hậu là 10m1 cho quý anh chị. Con ba. À, xây tường một bên là một bên nắm cặp nha, có 200m thổ cư. Rồi đây con không? À, lúc trước mua vào là hơn 6 tỷ quý anh chị ha. Hôm nay bán chỉ có là 4 tỷ 6 thôi. À, đây nè. À, đây lại ngay đường tỉnh lộ 4B mở rộng là chừng 50m thôi. Còn hướng này là ra tỉnh lộ 4A nè. Đó, là từng 100m là đến, chút nữa em quay cho quý anh chị xem nha. À, rất chỉ là gần nha quý anh chị. Thì cái này em có quay flycam nữa. Đó. Em nói lại diện tích là hơn 800m2. Có 200m thổ cư quý anh chị nè. Bây giờ thì em quay từ lô đất ra tỉnh lộ 4A cho quý anh chị xem nè. Cho đây cái tầng 100m thôi quý anh chị nha. Miếng này mà anh chị làm nhà biệt thự, nhà vườn nghỉ dưỡng quá gì ok luôn, kinh doanh buôn bán cũng được quý anh chị ha. Đường chính đi về Long Hải nha quý anh chị. Cái đoạn dưới này là đâu, đây, phải anh đường chị trái là đi 52 đâu ta? Thị trấn Đất Đỏ 3 km. 44 à? Ừ, 44 chợ các thứ 1 km nha. Còn đây đi ra biển Phước Hải là tầm 2 km quý anh chị. Biển Phước Hải nha. À, cách biển chỉ có 2 km thôi. À, còn đây là đi về có một cái hướng đi về Hồ Tràm là tầm 15 km là tới biển Hồ Tràm quý anh chị ha. À, em quay về là cam quý anh chị xem. À, đây nè. À, ngay miếng đất em quay lên nè, ngay cái vòng xoay đây quý anh chị ha. À, một đây là tỉnh lộ 4B bắn thẳng về thành phố Bà Rịa 8 km nha quý anh chị. À, ngay đây nha, mình cách ngã ba này tầm chưa đến 50m quý anh chị ha. Đó, đây miếng đất của mình đây nè. À, xây tường rào hết rồi nha. À, đất mình là dung dứt nở hậu, mặt tiền đường nhựa thông quý anh chị ha. À, đây ngay tay em chỉ nha. À, khu dân cư đông đúc, kinh doanh buôn bán thoải mái luôn nha. À, này đất quá đẹp luôn quý anh chị ha. À, cách biển Phước Hải tầng 2 km nha quý anh chị. À, rồi cách cái đường tỉnh lộ 4A đó, nhìn xa xa là anh chị thấy biển rồi. À, tầm 2 km là tới biển nha, biển Phước Hải nha quý anh chị ha. À, gần chợ, trường học, ủy ban. À, đường chính đi vào ủy ban đó, các con đường phía trước mình là đâm thẳng về biển Hồ Tràm tầm hơn 5 km là đến nha quý anh chị ha. À, à, khu dân cư đông nghịch luôn nha. À, miếng đất của mình đây. À, giá chỉ có 4.6 quý anh chị ha. Sát cái ngã tư luôn, sát cái ngã ba đây luôn nè. À, hướng này là đi thẳng về biển Long Hải nha quý anh chị. Còn hướng này là về thành phố Bà Rịa nha. À, giá ngọt. À, quá rẻ luôn quý anh chị ha. Hơn 800m2, 200 thổ cư. À, ngang 98 nha. À, 803m2, 200 thổ cư nha quý anh chị. À, à, hình sổ nè, đường nhựa luôn nha. À, còn đây là cái quy hoạch nha, 98 sâu 81.